Tại công ty cổ phần lâm sản Cam Lộ hiện có đến trên 1.000 tấn băm dăm. Số hàng này từ cuối năm 2022 đã không được xuất bán khi thị trường Trung Quốc ngừng nhập khẩu. Không chỉ không có doanh thu, không tiếp tục sản xuất mà đơn vị này cũng đang phải đối diện với vô số những khó khăn về các khoản lãi suất, chi trả lương cho đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên và nhân viên của công ty. Cái này riêng cái này là cũng hơn 5 tháng rồi. Thì hiện tại bây giờ cũng là rất chi là khó khăn ở cái điểm á. Nếu mà công nhân mà nếu mà mình nuôi hết á thì cũng chết. Thì nhưng mà dưa tước mắt cũng vẫn còn nuôi. Còn hàng hóa tồn đồng á thì hiện tại là chưa có đồ ra. Cũng chưa ai tới hỏi mua cả. Thì chưa trước mắt là cũng mong muốn là nó thuận lợi là sau này nó thuận lợi là có đồ ra thì mình bán được để mặc dù có lỗ cũng được nhưng mà đều bán để thu hồi lại một ít vốn á để mà duy trì lại với thêm là trả tiền lại ngân hàng. Không chỉ riêng đối với ngành hàng giam gỗ, hiện nay hệ thống các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đang gặp phải tình cảnh tương tự khi mà các thị trường xuất khẩu truyền thống như Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu đều không bố trí các đơn hàng như thường lệ. Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, hiện chỉ có khoảng 20% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là đang duy trì sản xuất kinh doanh thuận lợi, còn lại đều đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Hiện nay thì tình hình sản xuất của các doanh nghiệp thì chúng giống như chúng ta biết thì ảnh hưởng chung về cái vấn đề ví dụ như là giá xăng dầu thì là nó biến động liên tục. Rồi là hiện nay tiền vay của ngân hàng cũng là nhiều đơn vị cũng tiếp xúc cũng là khó và lãi suất thì cao nên cái vấn đề hoạt động sản xuất đều đã mang lại cái hiệu quả thì rất thấp nên hiện nay trong thì hiện nay cũng rất khó khăn cho các doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường đang có chiều hướng tăng. Điều này cũng đã cho thấy những tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế. Theo dự báo của các ngành chức năng, tình hình kinh tế những tháng cuối năm nay sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, việc cấp thiết lúc này đó là sớm triển khai các chính sách trợ lực để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vượt qua khủng hoảng.